bóng nè. Trên này có tượng Chúa Giêsu nữa nè. Hoa dừa. Đúng là nhà dưới quê mình đó. Chỗ nào cũng có cây cảnh. Ồ, lâu lắm rồi mình mới nhìn thấy cái hoa. Cái hoa này là cái hoa gì ta? Quên mất tên rồi. Ngày xưa nhà mình trồng những cái hoa này cũng nhiều lắm nè. Lan. Đây là cái ao. Cái ao mà cái chỗ này không có đi được. Này bên hông nhà, thôi đi vô nhà. Quay trong nhà cậu trước chút xíu nữa là đi tìm đường ra đằng sau. Ôi cái ao. Cái hoa nội đêm bữa mình thấy người ta bán ở trên mạng nè. Mở mua hai cái trưng hai bên nhà. Nhà bằng gỗ. Và là gỗ to không nhỉ anh nhỉ? Chắc lắm luôn. Bao nhiêu tiền ha? Đây là mua lại một căn nhà nào đó. 8 cái trụ ha, 8 cái trụ nhà, trên cái sàn bằng gỗ luôn nè. Nhà xây bây giờ á dễ mua chứ gỗ đồ này nọ á. Khó mua mà còn mắc nữa chứ không phải. Mắc lắm. Mấy cái cây mà cây khối mà chắc như vậy nè. Đây là bà gì? Bà gì út. Tưởng người như người mẫu ha. Mày nhớ cắt phần đó ra nhé. Đâu có cắt đâu, để vậy cho nó tự nhiên. Cái bàn chỗ nè. Gỗ này cũng là gỗ tốt, gỗ sàn. Ừ, chắc lắm, nhìn chắc lắm ha. Bàn thờ Chúa cũng tà bằng gỗ không? Đây mình làm giống như cái bàn mà dạng bàn ba mà uống rượu uống bia nè anh Hoài. À. Làm theo cái dạng khung 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 thì dễ thương ghê chứ. Nguyên một khối về đặt để vô nhà ngoài, ta nói là ta về ta chưa chờ, nó là không còn lối đi vô đi vào. Cửa gỗ. Đây hình ông ngoại. Mấy cái Yêu là ơi, các bạn gọi con ở dưới kìa, đang hỏi con ở dưới kìa. Sức muối rồi đó, mà không biết là nó có thịt hay không nữa thì không biết. Bên kia là chạy heo nhà mình hả ta? Ở đâu? Kia. Không. Ờ, nhà khác hả? Ờ, nhà mình dọc eo rồi. Ờ, đây là có cái cây xanh hay cây si gì nè, to lắm. Yêu là ơi. Yêu là, bạn gọi đi chơi kìa, đi chơi đi con, hòa đồng đi. Cho nó vui con. Lâu lâu mới có dịp đi chơi mà cứ nằm ì với ba. Eo là nó bị mất cái sticker đó rồi á, con cho em một cái sticker nhá. Đó, đó thấy chưa? Xin là chị cho liền nè. À. Đó. Giỏi, eo là ngoan. Bên này có cái phòng mà em mà đang ngủ để cho em mà ngủ. Lên đây xuống nhà mợ làm phiền mợ nè. Đó, xuống thăm quan nhà là còn được ăn nữa chứ. Mà đồ ăn cái nhà lá vườn đó chứ không phải không nha. Cây chuối nè, cái này giống như chuối mà chuối hột đúng không? Trời ơi, ăn mà ăn tới cái lõi nó mới trắng như vậy nè. Ở bên Mỹ đấy đâu ra chuối hột toàn bằng cái chuối gì đâu á. Mà ăn còn không dám bỏ đi một cái cọng nào nữa cơ. Cái này là ếch. Trời ơi, mở giỏ chưa? Trời ơi, bắt ếch lên mà còn mần ếch nữa nè. Cái gì đây ta? Tắc hả? Trời ơi, ngon chưa? Hát lần cái rổ luôn. Ở bên đó mỗi lần ăn nó phải hái nhúng nhím một hai trái. À, vô đây là đúng cây nhà lá vườn luôn á. Sao buồn vậy con? À, Eo Lạ ơi, chúc cho gà ăn nè, mợ lấy cám cho con cho gà ăn nha. Ồ, trên này còn có một cái lầu nữa nè. Ôi, lý tưởng chứ. Trời ơi, coi. Đúng cái chòi bằng gỗ luôn. Cái này là sàn gỗ xong rồi lấy cái miếng dạng giống như mấy ca nó dán lên á, chắc tại cái gỗ nó cũng không có được đẹp. Ở trên này thì nó không có mát bằng ở dưới.
Ở trên này là lợp bằng ngói luôn nè các bạn ơi, không phải bằng tôn đâu. Trời ơi, gỗ mà lợp ngói như thế này luôn là hơi bị mắc tiền. Chơi em là chơi với kìa, mọi người tắt tắt iPhone đi thôi, chơi đây. Chơi mình tìm trò chơi gì chơi đi, khỏi khỏi có coi điện thoại. Ở đây là cái kia. Để kiếm lại lại cái gì đây ta? Cái giống cái chân gà quá vậy. Oh. Có cái hàng dừa ngay cái bờ ao lý tưởng chưa? Dưới là có cá. Rồi cá bơi nhiều chưa? Nhìn đây mình nhìn thấy con cá luôn á. Rau muống. Lối dưới này còn thêm cái hầm nữa hả? Cái đường này nó dưới nó là nguyên một cái nhà nữa hả? Hay là chỉ có cái đường đi ra thôi? Nhà kho để cám hả? Có gì đâu mà dơ, mình nuôi ruộng rẫy thì nó phải vậy thôi. Cái này là chuồng ếch đấy hả? Sao có thấy ếch đâu? Một cái chuồng như vậy làm nuôi được bao nhiêu con? Nếu mà nuôi để cho nó đẹp thì nó khoảng 5.000. 5.000? 5.000 một dãy này hay là một chuồng? Một con, một chuồng. Một chuồng, 5.000, 10.000, 15. Để chưa chặn nước. 20.000 luôn đó hả? Cứ một chuồng này là 5.000. Thì đây này, cái này là 4 chuồng. Ừ, đang làm thêm. Đang làm thêm. Ôi 5.000. Đây con ếch này mới thả này Phong cậu. Ếch này được 2 tháng tuổi rồi. Ếch này 2 tháng hả? Ủa, ít 2 tháng mà nhỏ vậy thôi hả? Nhưng mà giờ bắt đầu nó lớn nhanh lắm, 2 tháng nữa bán rồi đó. Vậy là bao nhiêu? 4 tháng tổng cộng. Đây là nuôi giống rồi mình thả. Đây ít được không, có nhỏ hơn. Mình cho nó ăn cái gì? Kém. Ít này nhỏ. Có ít bự không cậu? Có. Nồng nọc này. Cái mới đổ trứng, đi chơi không quá trong đổ trứng, hôm nay về nó nở ra. Khó nhất là cái khâu này nè. Làm được cái khâu này nè, thắng rồi đấy. Ồ, là cái này cậu tự đổ luôn chứ đâu có phải là mua của người ta. Không, làm luôn nó mới có ăn chứ còn nếu mà đi mua về. Ồ, ấp cho trứng ra luôn. Đúng rồi, đúng rồi. Đó mới đổ trứng hôm đi. Tức là mà trứng thì mua ở đâu có trứng? Tí qua chuồng ếch nái. Ồ, ếch nái nữa. À, ếch nái xong đổ trứng ở đây là giờ hôm qua là đổ 4 ký trứng. Nó nở được khoảng 30.000 con. 30.000 con. Đó. Nếu tính ra mình đi mua như hôm bữa Hiếu nó quay á là nó đi mua 1.200 một con ít nhỏ hơn kia. Là 1.200 một con mà mình làm như vậy á tính ra có 100 đồng một con. Thế nó lợi em. Lợi hết 11.000. Ấy. Lời mẹ lời luôn là 11.900. Tính ra là có tại vì mua trứng về là nếu mà trứng á, mình đi mua là có khoảng 400 một ký trứng thôi. Chính là 100 đồng một con. Yeah. Lời được 11.900. Vậy là mình phải chịu khó làm được cái khâu này nữa cơ. Học cái kỹ thuật để mà làm cái này ha. Cái này làm ngon, giờ đang hot y như gà vậy. Nó nhún lớn ngon lắm. Dạ. Yeah. Cái này chuồng cá này. Thì cho nó xanh nở. Tới mùa đẻ của nó là tới ngày sắp đẻ là phải có một con kia rồi. Qua đi. Đó, ếch nái nằm trong này. Bự ha. Ếch nái. Cái này ếch đực nè. Cái này mình đầy. Hey, ếch đực. Wow. Nào mình sao mình biết con là cái con là đực ta? Nó có hai cái viền đây con đực. Ờ. Cũng y như gà nó có cái mã vậy. Ở bên này chuồng giấy chuồng heo đây hả cậu? Chuồng heo bỏ ra chỗ hết nuôi người heo rồi. Người giờ nuôi mấy trăm gà. Gà này là gà thả vườn hả cậu hay gà đá vậy? Lớn bằng này rồi cậu mới cho ra ngoài đó. À. Đây đang sạc làm thêm chuồng ếch này. Mới mua bạc hôm qua. Làm ếch với làm gà. Rồi cá nữa. Đây là vườn mai, cá giờ bỏ rồi. Cá đang dọc nào chuẩn bị thả. Tại năm nay bị hạ. Dạ. Wow. Dọc nào thả. Rau muống quá trời luôn nè.
Cái này mà nuôi con ấy cho nó ăn. Cá thì loại cá gì? Đây thả cá tạp. Cá phi, cá chép, cá cỏ. Ba cái ao. Cái này chuối này, chuối. Ví dụ như cái nguồn nước mình phải có từ đâu đó, mưa từ trên thủy động trên chùa trên này nó có một cái mặt suối bên hông á. Cái này mưa lớn bắt đầu nước nó sạch bên mình cho vô. Đây đang tính phá mình chuối này đi làm chạy ra hết ngoài 10-20 chùa. Nhiều ít nhỉ. Tại vì ít mình nuôi nó đang có giá trị. Để mình dễ. Hôm vừa rồi sao mai nhiều thế? Cái này là mình bán mai luôn à? Có thằng bạn ở dưới miền Tây nó ương nó trồng lớn lên vậy không chuyển lên đây. Làm lấy thì ấy làm. Tới vừa rồi cũng vô hỏi mua quá trời mà không bán nữa chứ. Làm thành nó. Cái bên kia là ổi hả? Đấy, có trái á. Cái này giống cây đu đủ được có vậy? Đu đủ được á. Mía nè, nhà quê cái gì cũng có. Miếng này đúng một mẫu. Còn mới mua đằng sau này thêm 8 xào. Bên kia thêm 2 xào. Cái này là cây táo. Cái này là cây táo táo Việt Nam mình nè. Đúng 2 mẫu. Cái này 2 mẫu. 2 mẫu rồi ở trên thứ 2 còn có trái kìa. Đâu? Trái bữa. Cháu có nhìn thấy đâu. Nghe cái thân. Đây có trái này. Không, trái đấy cái xanh đấy. Không, đây là chén chê này mà. Không ăn cho nó xanh trong à. Hỏi thấy hái cho nó đi. Hiền không thấy. À đây đây, hiền thấy rồi. Đây. Bói đấy. Bói hả? Ồ, vậy là hôm nay là mình có lọc ăn rồi. Sao mình có duyên thế ta? Đang ra trái. Đây, mấy trái ổi này mình là mở ra ấy ăn được rồi. Ổi này mình trong ổi gì vậy? Ổi nữ hoàng. Ổi nữ hoàng đấy hả? Ừ, hai trái hay chắc ăn được rồi. Mở thử á. Thôi cậu mở đi, cháu đang quay phim, đang vướng tay. Thôi lấy một trái. Thôi và hai trái cũng được, tí nữa vào nhà coi ai ăn. Bọc như vậy thì ổi không phải xịt, không phải gì hết, nó sạch. Ổi bao sạch luôn, không có thuốc khang gì hết. Đó. Ổi nữ hoàng đây. Ổi nữ hoàng đó. Đây. Chắc vặt luôn hai quả, tí vào nhà cắt ai ăn. Mới trồng á. Ổi không phân thuốc. Cái này trồng mấy cây chắc nhà mình ăn thôi chứ buôn bán gì. Đâu có trồng ăn thôi mà. Đây. Trái này ngon ha. Bọc vô nó trắng như vậy mà nó không bị sâu chết. Đó mà là ăn nó sạch. Con ruồi vàng. Trái này chắc không được. Anh Hoài, anh cầm giùm em cái. Trái chưa được ngon. Thôi được rồi cậu ơi, hai trái chắc chút được rồi. Tí cắt cho mọi người ăn. Đây rồi. Trái được rồi. Nhìn ngon. Ủa, quá. Bọc lại. Kiến không à. Rồi coi nó. Để xíu cho nó bay kiến đi. Đây cậu trồng vú sữa nữa nè mà hả? Vú sữa rồi sao vú chê đủ hết. Quên nè Hoài. Ra bẻ mấy cái táo cóc kia cóc kìa. Cóc hả? Dạ, trái quá trời kìa. Cái này rẫy nhà mình gần nhà cậu Đại không? Đây đại kìa. Cậu Đại bên đó hả? Đó, hàng trăm đó, nó cậu Đại đó. Cái rẫy này ở giữa nhưng mà hai cái nó xéo đó, trâu đít vào nhau đó, cậu Đại bên Bùi Tre bên đó. Tí nữa mình chạy qua bên cậu Đại chơi. Cậu Đại có nuôi heo ở đấy không? Thì nuôi heo thì cậu Đại bên cậu Đại heo thôi, không có trái cây gì hết. Cóc. Con này chắc dạng cóc Thái rồi. Kêu đi xịt cỏ đây, đã xịt được đâu rồi. Từ hôm lên mất giờ là cứ chạy vòng nữa. Đây, cóc Thái. Xịt cỏ nó chết. Thái đi. Mẹ ăn vô tụi nó cho tụi nó ăn. Thôi chùm thôi cậu ơi. Ăn hết đâu. Mẹ đi cho nó lên lại, nó mới hồi đợt hạn hán vừa rồi đó. Rất là buồn quá. Kêu tụi nó hái, ăn mà tụi nó có. Cái này hái thêm vài cái đọt cóc vào nhà có bánh tráng ngon lắm á. Nó chua chua. Thôi đừng hái cái đó còn non thế cậu. Bẻ luôn hả? Bẻ luôn cho nó lên nhắn lại. Cuột cho cháu một hai cái đọt đi vào. Chưa tí nữa ăn. Chưa có xịt
cái này phải xịt thuốc, ra bông cái này phải xịt thuốc, không có là không hái lá thôi, đừng có hái, hái lá thôi để cho nó mấy cái hoa nó đang ra trái. Đấy, một hai cái nhánh thôi, mình vào một cú bánh tráng ăn nó chua chua. Được rồi, được rồi cậu ơi. Ây da, giờ đang làm lại đâm ra là làm mới đấy, mới đâm ra chưa có gì hình thành cái gì hết. Ba bảo nhà cậu có cái cây tắc nhiều trái lắm. Cái này tí nữa mình đi câu cá nè. Đâu? Tắc đâu? À, cái này cái ở bên Mỹ giờ này đang là 68 đồng một cây. Nhỏ siêu siêu vậy. Đấy, hôm vừa rồi hai thằng đi kiếm được 200 cây chia đôi về trồng. Mai trồng xung quanh bờ ao á. Nhà cậu hình như có nuôi chuột nữa, máy cho thấy có chuột. Trong đấy là 100 con. 100 con chuột. Chuột mà chuột à, chuột là chuột gì đó quên mất rồi, chuột chuột bạc. Chuột đấy là chuột mình gọi là con bọ đấy, chuột bạc. Con bọ. Cái cây sung nó quá trời trái luôn. Phải cái sung ta hay cây vả. Ăn nuôi đủ lắm ạ. Dạ, chuột. Cái này là coi như cây nhà lá vườn ăn đầy đủ luôn anh. Cá heo gà. Ít đồng ở dưới ao nhiều lắm nhá. Mưa tối mưa đi gọi nó đứng bờ ao đầy hết. Ê, có chừng cái sắt nó chém chúng ấy anh ơi. Ít đồng đó là nấu ngon. Ừ. Ếch của mình mà nuôi dư ngày cũng ngon anh. Ngon chứ. Ăn cái loại ếch nái. Sung quá trời sung. Ếch nái đó mà ăn ngon lắm á. Nó già, ếch nó càng già. Nó dài. Cái này đi lên thấy cái tắc hả? Nhiều trái lắm nè. Nó nói em đi sao em chui bả cho cái nhà chuột kia, sao em đi vòng vòng cho đó, sao em ra cái chuồng gì em biết, cám cung tùm lum. Nhà này nhiều chỗ quá không biết chỗ đâu. Ủa cái cây này giống cây giãn của ta. Nhãn. Năm ngoái làm trái cây kia, năm ngoái làm trái quá trời luôn, mấy tạ luôn mà. Tối đến giờ nó quậy. Cây này để cắm bông nè. Dưới này là ao rong muống hay là gì? Cá quá trời luôn kìa, em thấy nó bò lộn cổ với nó bơi kìa. Cái trang nguyên bị kìa. Đó cá ngay ra đâu ngủ luôn đó. Ồ cái quất nè. Thấy không? Đó cá kìa. Cháu đứng đây mà cháu còn nhìn thấy nó lội tùm lum ở dưới đó nữa. Mình nhìn xuống nguyên bị cá lớn đó. Thì đó thấy mà, đứng đây còn thấy nữa. Cái gì đây đây? Cái này cây hồng quân nè, đang có trái nè. Đâu? Đây. Hồng quân. Ừ, cây hồng quân. Trước khi ăn trái này là phải vò. Vò cho nó mềm ra ăn nó không có chát. Cái cây này hoa này là cái hoa bông tai. Hoa móng tay. Không phải hoa móng tay, cái này hoa bông tai. Cái hoa này là cái hoa gì? Hoa cúc hả? Cái hoa cúc nè. Quên mất tiêu. Hoa dừa. Hoa dừa, mấy cái hoa này ngày xưa nhà mình nhiều lắm mà bây giờ hết hết trơn rồi. Cúc hoa 10 giờ đây nè. Cái miếng này là gỗ gì nhỉ? Vào đến nhà mát rồi rượi luôn. Cái đó là kim liêu. Kim gì? Kim liêu. Chiêu liêu. Nó đứng hàng thứ hai, nó với có mật đấy. Nó cứng hơn có mật luôn. Động một phát này chạy nó tông mầm mầm mầm. Chồng vô trong nó mới chạy ra. Thiết kế nhà này độc đáo không? Cái tre mà to nhờ. Trời, nó tông vào lưới này, mẹ chúc mỏ luôn rồi con này. Đây nè, con nằm đây nè, tông vào lưới chúc mỏ luôn. Mình đã chơi bình thường rồi. Gà luộc. Cái này là cá nhà nuôi luôn đây. Cá nhà nuôi mỡ làm sạch sẽ ướp rồi giờ chiên giòn có bánh tráng. Đây con này là này ếch mỡ nuôi lúc nãy quay mỡ làm rồi. Mỡ cũng ướp rồi, chiên cá xong chút xíu nữa mỡ chiên giòn luôn. Ủa, ếch mình chiên giòn hả hay mình nướng? Nướng chứ nhờ. Rồi trời mưa rồi giờ sao đây? Rồi chiên luôn. Mẹ chiên luôn hả? Chiên dở lắm. Nè cái dao đó cái điện thoại để chiên chiếu mà làm. Nhưng mà nhà đấy con dao điện thoại này mình cứ làm tí rồi mình quay sợ mấy anh hướng lên cái rào mà còn
một cái sẽ còn.